Ngày 12 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ra văn bản số 5805 trên UBND LN về việc thu hồi văn bản do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành vào năm 2016 về việc đưa gần 30 hecta rừng do chủ đầu tư Sơn Góp đôi cù tự trồng vào diện tích rừng phòng hộ nội đô Đà Lạt. Cụ thể, văn bản do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S ký có nội dung hủy bỏ văn bản số 4134 trên UBND LN ngày 20 tháng 7 năm 2016 của chính Ủy ban Nhân dân tỉnh này. Văn bản số 4134 là văn bản về việc chuyển diện tích 29,59 ha rừng trồng thông năm 1993 trong sân góp Đà Lạt đã đạt tiêu chí thành rừng phòng hộ nội đô Đà Lạt. Được biết, văn bản 5805 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng được ký ban hành từ đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng. Với văn bản nêu trên, tòa nhà có lạc bộ góp đồi cù Đà Lạt không còn nằm trong rừng phòng hộ, vì công trình được xây dựng trong diện tích gần 30 hecta rừng phòng hộ nội đô Đà Lạt được công nhận vào năm 2016. Như tuổi trẻ online đã thông tin, đầu tháng 1 năm 2024, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt đã lập biên bản xử phạt hành chính vi phạm xây dựng trái phép tại đồi cù Đà Lạt. Theo đó, hai khối công trình tòa nhà câu lạc bộ góp đôi cù Đà Lạt có tổng diện tích xây dựng trái phép hơn 20.000 20 m2. Đáng nói, phần lớn diện tích trái phép được xây dựng trên đất rừng phòng hộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu trong 90 ngày chủ đầu tư phải thực hiện tháo dỡ hoặc bị cưỡng chế. Ngày 11 tháng 6, việc tháo dỡ được hoãn lại cho đến nay vì chủ đầu tư không có phương án đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ công trình trái phép.